Chiều nay, Ban chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác cát sông tỉnh Vĩnh Long sơ kết thực hiện công tác thanh kiểm tra trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng qua, tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 24 vụ, 28 đối tượng, 4 tổ chức với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, tịch thu 976 mét khối cát sông, 2 phương tiện thủy nội địa, buộc nộp số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn chuyển 2 vụ 4 đối tượng cho Công an tỉnh Tiền Giang xử lý theo thẩm quyền, chuyển hồ sơ cùng tang vật phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long 2 vụ có dấu hiệu tội phạm. Các địa phương cũng đã kiểm tra phát hiện 47 vụ vi phạm trong hoạt động khai thác cát sông, qua đó xử phạt hành chính trên 4 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, các sở ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, tập trung đấu tranh phòng chống hoạt động khai thác trái phép, vận chuyển, mua bán cát sông không rõ nguồn gốc, rà soát các khu vực đã được cấp phép khai thác cát. Nếu có dấu hiệu hoặc nguy cơ sạt lở, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất, nuôi trồng thủy sản của người dân, thì kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ ngay hoạt động khai thác.